Xin chào các bạn, vào khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 9 thì trên đường mình đi làm về gặp một vụ cháy. Cháy thì bắt đầu từ nhà dân ở dưới chỗ cột điện ạ. Và mình thấy thì cháy rất là lớn luôn. Mọi người xung quanh ở đây thì cũng đã gọi cho anh mình cứu hỏa rồi. Gọi 4 cuộc rồi. Trong là nhựa này. Trong là nhựa rất là hiểm. Một cái này. Ba xe đến rồi. Ôi lửa đỡ rồi. Dạ vâng, đỡ rồi cô ạ. Lúc nãy bùng lên. Nhưng mà người không làm sao đúng không? Cháu chưa biết gì đâu ạ.
xe này của bạn đấy ạ? Không ạ. Vừa rồi bùng lên cơ, ở bên trong là cái quán mà bán mũ bảo hiểm này này, thế là nó cháy bùng hẳn lên. Chứ không phải nhà Đồng Nát à? Cháu cũng không rõ được, nhưng mà cháu nhìn thấy cái mũ nhà bán mũ bảo hiểm thôi. Ở trong này thì nó kiểu là nó phức tạp lắm. Chỗ này toàn nhà cấp 4 mà kiểu. Vâng. Vâng. Làn sầu thế. Quay đầu xe đi. Bây giờ ta phải đợi đem chỗ làm đến. Bên trong có cái nhảy. Ôi trời, quá cửa kìa. Có người trong này, có rất nhiều người. Có người á? Anh ơi, cửa rất nhiều hàng quay đâu. Xe mà trong kia. Thế chúng tôi gọi xe mà chúng ta cứu hỏa vào. Đây chị lùi cái cửa này này. Không lên được, không lên được, không có phí rồi. Đâu, đang ở trong trong như này, được, bạn lên xuống. Hiện tại có 3 xe đến rồi, chắc là phải gọi thêm hỗ trợ. Vất vả luôn. Hết nước tiếp. Có thiệt hại về người không nhỉ? Em chưa biết được, nhưng mà người có người chạy ra rồi. Nhà này là nhà gì đấy, cái phòng nó không có ai thiệt hại. Vâng.
lên 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 xem bạn lên 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 bơm đầy nước luôn. Rồi. Quá căng. Đỡ rồi. Mình đang đi về chỗ đoạn đường Nguyễn Trãi nhưng mà nghe ra khói lan cả sang bên này. Khói trắng rất là... kiểu như là khói nó cũng rất là dày ý.